Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người văn phòng đại diện của nhà máy Big Pha. Và đây cũng là văn phòng nơi trưng bày tất cả những cái sản phẩm chất lượng và cao cấp nhất của công ty cổ phần dược phẩm Big Pha. Và ngay bây giờ xin mời mọi người di chuyển lên khu trưng bày sản phẩm của Big Pha. Xin chào tất cả mọi người. Đây là văn phòng đại diện của nhà máy Big Pha, nơi trưng bày tất cả những cái dòng sản phẩm cao cấp và chất lượng nhất của Big Pha. Mọi người có thể thấy là những dòng sản phẩm của Big Pharm như là E đỏ, Bifabio, đây là những cái dòng sản phẩm rất quen thuộc đối với chúng ta và được khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành đã tin tưởng và sử dụng trong suốt những quãng thời gian vừa qua. Tất cả những dòng sản phẩm của chúng ta đều được sản xuất tại nhà máy Big Pharm, đạt chứng nhận GMP và FDA của Hoa Kỳ. Tất cả những cái dòng sản phẩm của Big Pharm đều đủ tiêu chuẩn xuất sang châu Âu, và điều đặc biệt trong mỗi sản phẩm của chúng ta đều có đầy đủ các tem nhãn mác, tem của Bộ Công an, tem chống hàng giả hàng nhái, tem hàng chính hãng, và đặc biệt trong mỗi hộp thuốc của chúng ta đều có thêm cẩm nang về sản phẩm, đúng không ạ? Ngoài cái câu chuyện là công dụng hay là hướng dẫn sử dụng, dùng như thế nào, thì chúng ta sẽ có thêm cẩm nang sản phẩm, ví dụ như là ăn uống như thế nào này, chế độ nghỉ ngơi ra làm sao, tập thể dục thể thao như thế nào để mang lại cái kết quả điều trị tốt nhất cho khách hàng. Mọi người có thể là nhìn thấy tất cả những cái sản phẩm trong suốt những quãng thời gian vừa qua chúng ta đã đưa ra thị trường như là đông trùng linh chi, Viva King, Bibrain, khớp thảo khang, đúng không ạ? Ruminic cha, Bifaguta, đó, Zutinace, Isuva, X nữ xuân, Srimarin X7, Fuvita, Stomach, Viva Queen, Bota King. Đó, còn rất nhiều những cái sản phẩm cao cấp khác cũng đang được trưng bày tại đây. Còn đây là khu trưng bày tất cả những nhãn mỹ phẩm cao cấp nhất được sản xuất tại nhà máy Big Pha. Và dự kiến trong thời gian tới thì Big Pharm cũng sẽ đưa tất cả những cái dòng mỹ phẩm này vào tất cả những hệ thống nhà thuốc đang liên kết hợp tác với Big Pharm trên khắp 63 tỉnh thành. Mọi người có thể thấy là từ mẫu mã, chất liệu, đúng không ạ? Rất là đẹp và sang trọng. Rất nhiều những cái nhãn dược mỹ phẩm của chúng ta đã được xuất sang nước ngoài.